RFA mượn cớ kêu oan cho kẻ tử tù để kích động chống phá. Tô vẽ hình tượng tung tin giả để bẻ lái vụ án kêu oan cho các đối tượng phạm tội bị xử lý trước pháp luật đã trở thành chiêu trò quen thuộc của các nhà dân chủ giả hiệu và số đài báo thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng là thời cơ để các đối tượng mượn gió bẻ măng, lợi dụng quá trình xét xử và thi hành án nhằm tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ ngành tư pháp và chế độ. Thủ đoạn này được các đối tượng xưng danh dân chủ diễn đi diễn lại nhiều lần, giống như một cái máy dẹp khuôn cùng chung kịch bản. Thế nhưng dù các đối tượng đã giở đủ trò rêu rao khắp các trang mạng xã hội để chính trị hóa vụ án với hy vọng vớt vát tìm kiếm sự ủng hộ từ dư luận, song không đem lại kết quả, rốt cuộc chỉ cũng là những màn tấu hài tung hứng kịch cỡm. Vừa qua RFA đăng tải bài viết trong lá thư cuối cùng trước khi bị thi hành án, tử tù Lê Văn Mạnh vẫn khẳng định bị oan và được các mạng xã hội đăng tải. RFA cho rằng ông Lê Văn Mạnh sinh năm 1982 bị kết án tử hình vì bị cho là thủ phạm trong vụ án hiếp dâm và giết một nữ sinh ở cùng thôn 4 xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2005, cho dù ông liên tục kêu oan và việc kết tội ông không có bằng chứng thuyết phục cũng như có nhiều thiếu sót trong quá trình điều tra. Rồi còn viện dẫn rất ngông rằng tử tù Lê Văn Mạnh khuyên gia đình không nên đau buồn vì bản thân xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cùng với đó, RFA bịa ra một bức thư được cho là của Lê Văn Mạnh. Theo đó, RFA trích dẫn tâm thư của kẻ tử tù rằng: "Con không làm gì nên tội cả, nên con không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Con chết rồi, bố mẹ và các em, các con vẫn phải tiếp tục giúp con kêu nỗi oan này lên các cơ quan pháp luật của nhà nước cho đến khi nào con được minh oan thì thôi, vì con bị giết oan thật bố mẹ ạ." Nhằm kích động gia đình Mạnh nói riêng và người dân nói chung trước vụ việc đã được xử lý theo pháp luật. Chưa hết, trước thông tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án tử, vào sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023, sau hơn 18 năm bị giam giữ, các tổ chức chống phá phản động ngay lập tức sử dụng vụ việc này để gieo rắc mối hoài nghi, kích động phản đối chính quyền, hệ thống pháp luật của Việt Nam. Khôi hài hơn, nhiều kẻ khoác áo nhà dân chủ tự phong cũng lớn tiếng khóc thuê, mượn danh kêu oan để đánh bóng tên tuổi. RFA cũng nhân cơ hội này tung lên mạng xã hội bài viết: "Ân xá quốc tế thật kinh tởm khi chính quyền Việt Nam thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh" và "Tử hình Lê Văn Mạnh, đảng muốn chứng minh quyền lực tuyệt đối". Trong đó, viện dẫn phát ngôn của một số nhân vật bày trò té nước theo mưa để đưa ra những nhận định hết sức chủ quan, sai lệch sự thật nhằm công kích, vu khống pháp luật, thể chế Việt Nam. Trong đó có bà Chiara Sansoso, chuyên gia về án tử hình của cái gọi là Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho rằng vụ án này thật đau lòng và phẫn nộ, đồng thời là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy Việt Nam sẵn sàng coi thường hoàn toàn các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất của thủ tục tố tụng hợp pháp, ngay cả khi mạng sống bị đe dọa và đưa ra yêu cầu rất vô lối. "Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ, như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm. Các quốc gia không được giết người nhân danh an toàn xã hội và án tử hình không bao giờ là giải pháp cho tội phạm." Còn ông Phil Robertson, giám đốc phân ban châu Á của HRVK, một thành phần xảo quyệt chuyên dùng lá bài nhân quyền hết sức tinh vi để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đã xuyên tạc trắng trợn: "Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới. Nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam." Những luận điệu mà RFA, HRVK, Việt Tân đưa ra hoàn toàn không có chứng cứ, lập luận đủ sức thuyết phục. Thực chất cái mà chúng quan tâm không phải là tính mạng tử tù, bản chất vụ án, mà là vì những toan tính thấp hèn, bị ổi, với tâm địa gieo rắc mối hoài nghi, kích động người dân phản đối chính quyền, hệ thống pháp luật của Việt Nam để làm mất ổn định chính trị của Việt Nam. Để rộng đường dư luận và độc giả hiểu thêm về vụ việc Lê Văn Mạnh cùng với quá trình thi hành án của cơ quan chức năng, xin tóm tắt diễn biến vụ việc như sau. Ngày 20 tháng 4 năm 2005, Lê Văn Mạnh bị bắt tại nhà thôn 4 xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa, theo lệnh bắt giam số 01 ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn, không liên quan vụ án trên. Ngày 23 tháng 4 năm 2005, Lê Văn Mạnh từ trong trại tạm giam gửi một bức thư cho bố có nội dung nhận tội mình là người đã giết, hiếp cháu Loan. Cơ quan công an đã thu giữ bức thư này và tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã có đủ cơ sở kết luận Lê Văn Mạnh có hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản đối với nạn nhân Hoàng Thị Loan. Ngày 29 tháng 7 năm 2005, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm, ra bản án, kết án tử hình Lê Văn Mạnh với 3 tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.
ngày 27 tháng 10 năm 2005, Tòa Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội xét xử phúc thẩm hủy bỏ bản án sơ thẩm về tội danh giết người và hiếp dâm trẻ em với Lê Văn Mạnh, giao Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Ngày 29 tháng 7 năm 2008, Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn kết án tử hình đối với Lê Văn Mạnh về tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Ngày 25 tháng 11 năm 2008, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình. Vụ án đã trải qua 6 phiên tòa xét xử và 1 phiên giám đốc thẩm. Tất cả các phiên tòa đều xét xử công khai đúng quy trình và tuân thủ đúng pháp luật. Vắn tắt như vậy để thấy vụ án hình sự do Lê Văn Mạnh bị cáo buộc là chủ mưu đã trải qua đầy đủ các phiên tòa theo luật định xét xử, đúng người, đúng tội, đúng với pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình Lê Văn Mạnh vẫn nghe theo sự xúi dục của các thế lực thù địch, các con buôn chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền, liên tục kêu oan mặc dù không đưa được ra chứng cứ, tình tiết mới có sức thuyết phục làm thay đổi bản chất sự việc. Cần khẳng định rằng, việc áp dụng án tử hình thuộc về chủ quyền quốc gia về tư pháp hình sự hiện vẫn là thực tiễn trong áp dụng pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc dừng hay bỏ án tử hình cũng được quy định trong các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Ở Việt Nam, việc tuyên phạt và thi hành án tử hình chỉ áp dụng với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự chính trị. Gần đây nhất, Bộ luật Hình sự 2015 đã tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh với quy định: người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người trên 75 tuổi khi phạm tội sẽ không bị áp dụng các mức án này. Vì vậy, không thể lợi dụng việc tử hình đối với một số kẻ phạm những tội ác nghiêm trọng để xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam như những gì mà RFA đang rêu rao trong bài viết trên. Cũng từ những luận điệu thương xót giả tạo của RFA trong bài viết trên, đặt ra cho mỗi cư dân mạng hãy luôn tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của RFA hiện nay, không để chúng lợi dụng vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền để gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết dân tộc, tạo dư luận hoài nghi dẫn đến giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống pháp luật của Việt Nam. Mọi người cần tỉnh táo và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của RFA và các thế lực phản động, không để chúng có cơ hội dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo,